Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để các bạn có thể tạo cái báo cáo quản trị ở trong phần mềm kế toán TotalShop. Tại sao chúng tôi có thể nói các bạn rằng là cái phần mềm đó nó đầy đủ tất cả những cái gì các bạn cần, kể cả những cái báo cáo mà sếp yêu cầu các bạn làm thường xuyên ngày này qua ngày khác, các bạn cứ phải đi làm cái báo cáo đấy cho sếp. Mà này, các bạn khi mua một cái sản phẩm phần mềm, các bạn cứ phải hỏi đến nhà cung cấp phần mềm mà chúng tôi muốn viết thêm cái báo cáo này, muốn viết thêm cái báo cáo kia. Nhưng mà thực tế đối với phần mềm chúng tôi, các bạn không cần phải phải gọi đến nhà cung cấp yêu cầu viết thêm cái này, viết thêm cái kia cho các bạn, mà thực tế là chúng tôi đã có sẵn. Các bạn có thể sử dụng cái chức năng mà chúng tôi thiết kế sẵn ở trong cái hệ thống báo cáo này. Các bạn kích vào cái biểu tượng báo cáo, các bạn sẽ nhìn thấy là có một list các cái báo cáo rất nhiều. Các bạn chọn là đánh vào cái dòng lọc auto filter trên này là quản trị, thì các bạn sẽ nhìn thấy là tất cả những cái sổ quản trị này các bạn có thể sửa đổi theo cái mẫu, theo cái hình thức mà các bạn cần. Tôi lấy ví dụ như ở đây, khi các bạn nhìn thấy là các bạn hạch toán vào cái tài khoản là tài khoản 1122 là cái tài khoản ngoại tệ. Dĩ nhiên là có những cái trường hợp mà các bạn hạch toán trong các cái trường hợp như các bạn bán đô liên quan đến cái khoản này, chênh lệch tỷ giá của các bạn này, cái này là các bạn không được quy vào đô mà các bạn được tính bằng tiền Việt. Thế nhưng mà các bạn vẫn phải hạch toán vào tài khoản 1122. Nhưng mà đến khi các bạn vào báo cáo liên quan đến ngoại tệ, các bạn vào đây các bạn đánh chữ ngoại tệ, sổ tiền gửi ngân hàng mà người dùng ngoại tệ chẳng hạn như cái này. Các bạn chọn đây, ví dụ như là chọn năm nay, các bạn chọn tài khoản này, các bạn chọn tài khoản ngân hàng là ngân hàng thương mại cổ phần. Đây, chúng ta chọn đồng ý. Thế các bạn nhìn thấy là rõ ràng ở trong này cái loại tiền là USD, thì các bạn thấy là nếu các bạn hạch toán tiền Việt là mặc nhiên là cái báo cáo này nó không thể lên cho các bạn cái số tiền các bạn hạch toán được. Như vậy là các bạn có thể nhìn thấy là ở đây các bạn nhìn thấy có mấy nghìn cái tiền chênh lệch tỷ giá như tôi hạch toán ở trong cái chứng từ chung này. Các bạn nhìn thấy là ở trong cái chứng từ chung này có cái chứng từ hạch toán mà tôi đã làm sẵn ở đây, và test thử xem nào. Ở đây các bạn nhìn thấy là cái chứng từ chung này nó được hạch toán bằng tiền Việt, chính là cái phần chênh lệch tỷ giá mà đưa vào nợ cái tài khoản 635, và có cái tài khoản 1122 là cái tài khoản nó theo dõi ngoại tệ. Nhưng các bạn thấy là được hạch toán bằng tiền Việt chứ không phải ngoại tệ. Vậy thì các bạn thấy là nó sẽ không lên ở trên cái mẫu biểu mà các bạn hiển thị ở trên cái báo cáo liên quan đến ngoại tệ. Tại vì cái báo cáo đấy nó phải chọn cái loại ngoại tệ các bạn cần xem, và nó chỉ hiện những cái mà các bạn hạch toán bằng ngoại tệ. Nhưng mà nếu chúng tôi để nó không chọn ngoại tệ mà cứ hiện lên cả, thì các bạn lúc các bạn dùng nhiều ngoại tệ thì chả biết thế nào, nó lên một tổng số tiền như thế, tất cả các loại ngoại tệ thì các bạn chả biết cái ngoại tệ nào là cái ngoại tệ nào. Như vậy các bạn muốn làm được một cái sổ báo cáo về ngoại tệ riêng cho các bạn dùng, thì các bạn sẽ sử dụng cái sổ cái tài khoản mẫu quản trị. Chúng ta kích đúp vào đây, chúng ta chọn khoảng thời gian kỳ báo cáo năm nay. Đây là cái khoảng thời gian chúng ta chọn chỉ là để hình thức, chúng ta thiết kế sẵn một cái mẫu báo cáo quản trị. Rồi, các bạn nhìn thấy là ở trong này chúng tôi đã có một cái báo cáo chúng tôi làm sẵn. Thế ở đây thì chúng ta chọn xóa báo cáo này. Ok. Thế các bạn nhìn thấy là nó sẽ hiện lên tất cả những cái thông tin mà các bạn cần. Các bạn nhìn thấy ở đây thấy không? Cái dòng chứng từ này trong cơ sở dữ liệu nó hiện lên các cột để các bạn có thể lựa chọn. Các bạn nhìn thấy là rất rất này. Cái này là cái hạch toán bằng tiền Việt này. Cái này hạch toán bằng tiền đô này, nó chạy cho tới cái toán 1122. Cái hạch toán bằng tiền Việt là ở đây các bạn nhìn thấy là như vậy, thì rõ ràng là nếu các bạn xem như này các bạn rất là khó. Như vậy chúng tôi ở trong này chúng tôi thiết kế ra cái chức năng sẵn này, các bạn có thể thiết kế các bạn bằng cách nhỉ? Ở trên này có cái chức năng là ẩn hiện cột này, hoặc là các bạn kích chuột phải vào đây các bạn chọn ẩn hiện cột này giữa màn hình. Đầu tiên chúng ta là mã đối tượng chúng ta không cần, tên đối tượng không cần, đối tượng tập hợp chi phí không cần, mã thống kê không cần, khoản phí cũng chả cần, nhân viên không, số tài khoản ngân hàng có, cái này có để chúng ta biết. Thế ở đây là cái loại tiền, chúng ta nhìn thấy là cái loại tiền này rất quan trọng cho cái báo cáo này.
ngày ghi sổ các bạn chỉ cần ngày chứng từ cũng được, hoặc là ngày ghi sổ là một, chỉ cần chọn một cái thôi, số thứ tư cũng cần, loại hóa đơn, nhóm hàng hóa dịch vụ, ngày hóa đơn, số hóa đơn, loại chứng từ, loại chứng từ cũng chả cần, diễn giải được, tài khoản đối ứng, phát sinh nợ ngoại tệ, phát sinh có ngoại tệ, phát sinh có, số dư nợ ngoại tệ, số dư nợ, số dư có. Ok, các bạn chọn đồng ý. Các bạn nhìn thấy là ở đây những cái nào được tích vào thì cái đấy sẽ hiện lên. Đó, các bạn chọn đồng ý. Các bạn nhìn thấy nó đã được rút gọn, rất là rút lại, rất là gọn cho các bạn. Chỉ còn mấy cột thôi. Thế ở đây các bạn nhìn thấy là phát sinh nợ, phát sinh có, số dư nợ ngoại có, ngoại tệ, số dư có của tiền Việt Nam. Nhưng mà ở đây thì các bạn nhìn thấy là rõ ràng, mà nhìn như thế này thì các bạn không biết là tổng cái tài khoản đấy dư bằng tiền Việt bao nhiêu. Cái ngoại tệ các bạn có thể xem ở trên cái báo cáo ngoại tệ, các bạn biết là dư tiền ngoại tệ bao nhiêu rồi. Thế là các bạn ở đây các bạn chọn ẩn hiện cột. Các bạn chọn tiếp bỏ đi cái loại tiền cho tôi. Các bạn nhìn thấy loại tiền. Thế các bạn sẽ thấy là nó sẽ gộp ngay cái số tiền của các bạn lại. Số dư có tài khoản là như này, 234 triệu, đúng tiền tiền Việt. Dĩ nhiên ở đây các bạn lưu ý là sau khi chúng ta tạo cái báo cáo này để xem cái tiền Việt thì các bạn bỏ hết cả cái cột về ngoại tệ. Đấy, thực tế là khi hạch toán ở cái cơ sở dữ liệu các bạn nhìn thấy là đây, như vậy là cái sổ này nó rõ ràng cho các bạn. Thế các bạn có thể cách thức là ví dụ như thế này, tôi có rất nhiều cái tài khoản ngân hàng nhưng mà tôi lại muốn gom cái số dư này theo tài khoản ngân hàng cơ, nhưng mà số dư của từng cái tài khoản này các bạn kích vào cái ví dụ số tài khoản ngân hàng, các bạn giữ chuột gấp kéo thả nó vào cái dòng, kéo cột vào đây để nhóm theo cột. Các bạn nhìn thấy không, nó list theo từng ngân hàng một. Nếu đây có nhiều tài khoản thì các bạn đã nhìn thấy là có rất nhiều các cái tài khoản ngân hàng, nó sẽ mỗi cái tài khoản ngân hàng có bao nhiêu dòng chứng từ. Các bạn sau khi các bạn tạo xong cái mẫu báo cáo này thì các bạn chọn thêm báo cáo, chúng ta đây các bạn đánh vào đây là báo cáo số dư tài khoản ngân hàng. Như vậy là ở đây khi các bạn lưu thế này, các bạn lưu xong thì nó sẽ hiện lên ở trên cái bảng này. Là sau này các bạn khi mở, các bạn đóng đi, các bạn mở lại, các bạn xem cho tài khoản 1122, các bạn chọn đồng ý thì các bạn nhìn thấy nó sẽ mặc tiên, nó sẽ chạy theo cái báo cáo các bạn đã làm. Khi các bạn ấn vào nút in để chọn ấy, thì nó sẽ hiện lên cái màn hình in giống như của các bạn đã thiết kế. Các bạn nhìn thấy này rất rõ ràng. Xong ở đây các bạn có thể sử dụng chức năng lưu file, export. Các bạn có thể sử dụng chuyển nó sang file Excel. Các bạn sẽ tìm thấy là một cái file Excel mà các bạn in ra như thế nào thì nó hiện ra như thế, các bạn chuyển sang file Excel đúng định dạng như thế. Nhưng ở trong này tôi muốn nói thêm một cái trường hợp thế này, các bạn lại cần thêm thông tin ở trong cái báo cáo này. Thế ví dụ như ở đây chúng tôi chọn tiếp ẩn hiện cột này, các bạn có thể lấy thêm ví dụ như ở đây các bạn muốn biết là cái đối tượng là khách hàng là ai, cái đối tượng mình hạch toán là ai, các bạn chọn đối tượng này. Các bạn nhìn thấy là có thêm cột đối tượng, các bạn kéo nó về ở đằng này để trông nó đẹp hơn đúng không? Bạn kích đúp vào các bạn khi các bạn lấy thêm một cái cột số chứng từ, các bạn lại có thể kích đúp để các bạn sửa chứng từ ngay tại cái báo cáo này. Sau khi các bạn lấy xong số liệu thêm một cột nữa, các bạn muốn lưu nó vào lại vào trong cái báo cáo mà các bạn đã làm rồi, các bạn chọn lưu báo cáo đã lưu thành công, lần sau các bạn mở ra nó sẽ như các bạn thiết kế này. Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn tạo ra một cái báo cáo trong này có tất cả những cái mà các bạn có thể làm mà không cần phải 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 gọi đến nhà cung cấp. Cũng như trong cái trường hợp mà chúng ta lấy một sổ bảng kê chi tiết ra mà chúng tôi không cần số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ, chúng ta chọn tùy chọn là này. Ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta bỏ cái trường hợp này đi, khác ví dụ ở đây chọn tên, đánh vào ký tự là số dư cuối kỳ, các bạn thấy nhìn thấy đồng ý, các bạn đồng ý cái thì nó sẽ gọt đi tất cả những cái số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ.
ở đây chúng ta chọn tùy chọn. Ở đây các bạn tiếp, ví dụ các bạn muốn thế này, một trường hợp khác luôn, ở đây các bạn đánh vào số dư đầu kỳ. Thế đây chỉ lọc lại tất cả những cái mà các bạn cần thôi, nó loại trừ đi cái số dư đầu và số dư có, các bạn có sẽ có cái số này. Đấy, chúng ta có thể thấy là cái việc lưu tạo ra cái báo cáo này nó khá là đơn giản, và các bạn theo đúng các bạn cái yêu cầu các bạn làm, các bạn chọn lưu báo cáo. Ở đây còn có chức năng là tạo chức danh người ký này, các bạn nhìn thấy là ở đây chức danh người ký 1 2 3 4 5 6. Ở đây các bạn đánh vào đây chức danh người ký này, thì nó sẽ hiện ra cái trên cái báo cáo đây cho các bạn, bạn chọn lưu. Như vậy chúng ta đã tạo ra được cái báo cáo quản trị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.